Đến năm 20, đến cái quá trình mà ở bên Úc ấy, thì bên Úc nó khác hoàn toàn với bên Việt Nam chúng ta. Ví dụ như là sự liên kết giữa các trường ấy, là nó được thẩm định và được quản lý khá là chặt chẽ. Nhưng đối với lại SC là một đơn vị, Study Central là một đơn vị lâu năm ấy, thì là có liên kết được với 158 trường ở tại Úc. Và đối với lại số lượng sinh viên mà ở nước ngoài cũng như là sinh viên trong nước dùng visa du lịch sang để chúng ta có thể tự chuyển đổi visa, cũng như là các bạn làm visa 500 là visa du học đấy ạ, thì hiện tại thì đối với lại SC là đang có 4.596 sinh viên. Trong cái quá trình tổng kết lại của các năm từ năm 2013 được thành lập đến nay thì số lượng khách hàng đến với SC và dùng dịch vụ của SC là được hơn 11.000 bạn học sinh. Và chúng ta vừa rồi thì tôi có nhắc đến cái visa 500, thì cái visa 500 là gì? Đó chính là cái visa du học đấy ạ. Thì đối với visa 500 du học ấy, thì nó có bao gồm các hệ, là một là hệ trung học. Hệ trung học là gì ạ? Là các em dưới 18 tuổi. Và đối với hệ này ấy, thì thường là yêu cầu chứng chỉ IELTS là 5.5 trở lên. Mặc dù vậy thì đối với lại đơn vị chúng ta thì thường là sẽ nợ cái chứng chỉ đầu vào cho các bạn để các bạn apply mà cũng không cần chứng chỉ. Cái thứ hai nữa là hệ dự bị đại học. Hệ dự bị đại học là đã chúng ta phải hoàn thành cái chương trình học hết lớp 11 ạ. Hết lớp 11 và đủ 17 tuổi trở lên thì chúng ta sẽ có thể đăng ký là chúng ta học hệ dự bị đại học. Đối với hệ dự bị đại học ấy, thì chúng ta có 1 năm học tiếng cộng với lại 3 năm học đại học, tổng là 4 năm ạ. Ví dụ như ở Việt Nam chúng ta thì chúng ta sẽ học đại học là 4 năm, nhưng đối với lại ở bên Úc thì chúng ta học đại học chỉ là 3 năm, mà nếu mà chúng ta học ở cao đẳng nghề thì là chỉ là 2 năm. Chính vì vậy là gì ạ? Chúng ta sẽ có một khóa đầu vào, khóa tiếng Anh đầu vào khoảng tầm 1 năm ạ. Thì đối với tiếng Anh đầu vào của bên Úc ấy, thì là 1 tuần, người ta tính theo tuần. Bên đó thì từ vấn đề học tập cũng như là vấn đề chúng ta ở, thuê nhà ở thì tất cả là sẽ tính theo tuần. Vậy thì sao ạ? Đối với lại ở Úc ấy, thì là tiếng Anh thì 1 tuần nó sẽ rơi vào khoảng tầm 200 đô Úc đến 300 đô Úc. Đó, đối với các bạn đi học và hệ dự bị đại học thì nó sẽ là như vậy. Và đối với hệ đại học thì 1 năm của nó học phí sẽ rơi vào khoảng tầm 20.000 đô Úc đến 25.000 đô Úc. Và đô Úc chúng ta nhân với tỷ giá hiện tại là tỷ giá 16. Ví dụ như là 200 đô một tuần, là một tuần chúng ta học mất khoảng tầm 3.2 triệu. Đó. Tất nhiên là trong cái quá trình mà chúng ta làm hồ sơ thì chúng ta cũng có thể lựa chọn những trường mà người ta cấp học bổng cao để chúng ta làm sao còn khoảng tầm 120 hay là 150 trên một tuần. Ngoài ra thì đối với lại Úc thì còn hệ đại học. Hệ đại học thì là sẽ là các bạn đã tốt nghiệp cấp 3 ở bên này rồi, chúng ta có thể sang đấy học thẳng đại học cũng được, hoặc chúng ta học một cái khóa một cái đấy là dự bị đại học có cao đẳng nghề. Thì đối với hệ đại học thì tự nhiên là chúng ta cần có cái, chúng ta học thẳng đại học thì chúng ta sẽ cần cái IELTS 6.5 trở lên. Và cái quy trình du học Úc ấy, thì cùng với lại đơn vị Study Central ấy, thì là đầu tiên là chúng ta khi mà chúng ta làm hồ sơ thì chúng ta sẽ lựa chọn được trường, được ngành của chúng ta hoặc khu vực của chúng ta rồi. Sau đó trong quá trình là SC hoàn thiện hồ sơ cho chúng ta sẽ gì ạ? Sẽ tiếp tục hoàn thiện để xin thư mời. Sau khi có thư mời rồi thì các bạn chuyển tiền sang trường và trường sẽ xuống cái invoice cho chúng ta để chúng ta có thể hoàn thành cái quy trình nạp visa. Thường đối với lại ở công ty mình thì là thường chúng ta từ lúc nạp hồ sơ đủ hồ sơ đến khi mà chúng ta ra visa thì thường sẽ mất khoảng tầm 1 tháng đến 1 tháng rưỡi, tương đương khoảng tầm 30 đến 45 ngày là visa ra visa rồi nha. Chính vì vậy là khi mà thường các bạn mà đăng ký làm hồ sơ thì công ty luôn luôn là báo các bạn rằng là các bạn chuẩn bị những cái giấy tờ gì, hoặc như buổi hội thảo ngày hôm nay nếu như mà chúng ta có những cái thắc mắc gì về cái giấy tờ cũng như là chúng ta cần hỏi sâu thêm là bây giờ đã có những giấy tờ này rồi mà chúng ta còn chưa có cái gì thì chúng ta cũng có thể đề xuất để là đơn vị SC các bạn sẽ hỗ trợ. Như tôi vừa chia sẻ thì là khi mà các bạn mà có cái thư mời rồi thì chúng ta sẽ nộp học phí và cái học phí mà chúng ta nộp ấy là nó sẽ theo trên cái invoice là có thời gian
thương mời có thời hạn 14 ngày. Chính vì vậy là thường là các bạn sẽ phải chuẩn bị, trung tâm sẽ, công ty sẽ báo các bạn chuẩn bị cái phần chi phí phải đóng học trước khi thư mời về, để các bạn biết được cái khoản chi phí cần phải nộp. Sau đó chúng ta xin thư mời, vì là thư mời nó chỉ có giới hạn trong vòng 14 ngày, là mình là 14 ngày. Chính vì vậy là chúng ta phải chuẩn bị trước. Và ngoài ra thì có thêm một cái thư nữa gọi là thư bảo lãnh, gọi là COE. Sau khi nộp học phí trường thì trường sẽ cấp cái thư bảo lãnh để cho chúng ta hoàn thiện hồ sơ, và chúng ta lúc đó là phía công ty sẽ hoàn thiện là đặt lịch năng vân tay và khám sức khỏe cho các bạn. Thì sau khi năng vân tay thường thì là sau 1 đến 2 tuần thì chúng ta đã nhận được kết quả rồi. Có những bạn thì sẽ là gì ạ? Chúng ta nhận được cái kết quả là đã có visa. Nhưng có những bạn thì chúng ta nhận kết quả buồn hơn một xíu, đó là chúng ta phải bổ sung giấy tờ. Có những bạn thì sau 3 đến 5 ngày hoặc 4 đến 2 tuần thì người ta đã báo mình là không đậu visa. Đấy là trượt visa. Tất nhiên là đối với lại trượt visa thì chúng ta lại làm hồ sơ để chúng ta nộp lại. Thế nhưng mà nói chung là không ai mong muốn rằng mình phải nộp lại visa cả. Ai cũng hy vọng là mình sẽ đạt visa ở ngay lần đầu tiên. Kết quả thì tổng thời gian từ khi nhận hồ sơ đầy đủ từ học sinh ấy, thì và phụ huynh thì thời gian chờ giấy tờ cần thiết để nộp visa thì từ trường ấy, thì chỉ mất như tôi vừa chia sẻ đấy, là nó sẽ rơi vào từ 1 đến 2 tháng để có kết quả. Đối với lại Study Central thì là ở Việt Nam thì không phải là ở Việt Nam mới được làm 2 năm qua thì cái số lượng ra visa cũng khá tương đối. Ngày trước thì đối với lại SC thì cũng lo ngại một điều là chúng ta đối với tỉnh Nghệ An chúng ta thì là khó đậu visa. Thế nhưng qua quá trình làm việc ở trong Nghệ An đợt năm vừa qua thì cũng khá là nhiều hồ sơ ở trong Nghệ An chúng ta là đã đậu visa. Thế nhưng mà chúng ta cũng phải định hướng trước một điều rằng là đối với cái lại visa Úc ấy, thì mình không nói được là 100% sẽ đậu visa như là Đài Loan hay một số nước khác. Thế đối với lại tỷ lệ đậu visa của Nghệ An chúng ta nó chỉ rơi được vào tầm 70% thôi ạ. Nghĩa là 10 người làm hồ sơ chúng ta chỉ đậu được 7 thôi. Còn 3 bạn là chấp nhận là chúng ta sẽ có sự rủi ro đấy ạ. Chứ không có được 100% như hoặc là như một số đơn vị là nhận rằng hay là làm hồ sơ thì đỗ được 100%. Thì đối với Úc thì đó là cả một vấn đề. Thường như là đối với lại đơn vị chúng ta là tiền thân từ Úc về đến bên này làm hồ sơ thì cái kinh nghiệm của 10 năm qua thì cũng không làm đậu được hết toàn bộ 100% visa. Thì cái quan trọng đối với lại visa thì là chúng ta có 10% là điều kiện học sinh phù hợp, và 10% là do chúng ta chọn trường chọn ngành học hợp lý, và 80% còn lại chính là cái gì ạ? Cái kinh nghiệm làm hồ sơ, cái khâu xử lý hồ sơ và cái khâu làm sao mà để cho chúng ta có một cái bối cảnh thật tuyệt vời, có một cái kịch bản mà để người ta nhìn thấy rằng là chúng ta đúng thực sự là có một cái nguyện vọng là chúng ta sang Úc để chúng ta học tập. Mặc dù là người dân chúng ta ở đây, đặc biệt là đối với tỉnh Nghệ An ấy, thì các bạn con em học sinh ấy thường là sang bên đấy 50-50, học chỉ 50 thôi, còn lại là chúng ta đi làm, kiếm tiền và cải thiện cuộc sống. Thế nhưng đối với Úc thì chúng ta hướng đến rằng là gì ạ? Các bạn sau 2 năm rưỡi học xong cao đẳng nghề thì nghiêm nhiên công ty ở bên công ty mình ở tại Úc sẽ hỗ trợ các bạn là tiếp tục là làm cái thủ tục định cư, mà cái thủ tục này thì công ty cũng không có thu phí. Đấy, nên là các bạn học sinh mới sang chúng ta cố gắng làm sao mà gì ạ? Chúng ta cố gắng hết 2 năm rưỡi để sau đó chúng ta làm cái thủ tục định cư. Và đối với các bạn mà dưới 18 tuổi thì chúng ta lại còn có thể là gì ạ? Chúng ta có thể là có thêm cái bảo lãnh là cái người giám hộ đi cùng. Chính vì vậy là các bạn đừng và đặc biệt là Úc người ta quản lý khá là chặt. Ví dụ như mà ở một huyện nào đó hoặc tỉnh nào đó, ví dụ Nghệ An chúng ta đi, mà chúng ta đi 10 người chúng ta trốn mất 7 thì ngay lập tức là đằng sau là các bạn con em chúng ta là gần như là khó đi. Chính vì vậy là hy vọng rằng là công ty chỉ hy vọng được rằng là các bạn không học được thì chúng ta cũng cố gắng làm sao là gì ạ? Chúng ta không bất hợp pháp ở bên đấy, để cho tất cả những bạn bè chúng ta, con em, anh em hoặc là đồng bào quê hương chúng ta là có thể đi thuận lợi. Mình nghĩ xa một chút là bởi vì Nghệ An chúng ta là đi Úc là cả một vấn đề, và đặc biệt là người Nghệ An chúng ta khá là đoàn kết đúng không ạ? Nên là mình nghĩ làm sao mà chúng ta nhìn xa một xíu để cho đỡ ảnh hưởng đến cái tỉnh chúng ta, thì hy vọng các bạn sang bên đấy chúng ta không ngay lập tức mà chúng ta
bỏ ra ngoài. Vừa rồi thì xin lỗi, cái trang vừa rồi thì là về cái phần cơ bản là chia sẻ cái chi phí sinh hoạt tại Úc đến các quý vị đại biểu, các bậc phụ huynh và các em học sinh ấy. Thì đối với lại ở Úc ấy, thì là theo quy định, mình đây là đang nói theo quy định là đối với Úc thì là chúng ta được làm thêm 48 tuần trên 2 giờ. Đó. À 48 giờ trên 2 tuần ạ. 48 giờ trên 2 tuần ạ, em xin lỗi. Và mỗi giờ làm thêm của nó thì sẽ được khoảng tầm 25 đến 30 đô Úc. Và đối với lại phía nhà ở thì sau khi các bạn nhập cảnh vào Úc thì phía công ty SC là sẽ có người hỗ trợ đón các bạn tại sân bay và sắp xếp chỗ ở, thuê phòng ở cho các bạn. Thì thường là nó ở bên đây nó tính theo tuần mà. Nên mỗi tuần nó sẽ rơi vào khoảng tầm là 150 đô Úc trên một tuần. Ở bên đấy khá là đắt đấy. Và sẽ giúp các bạn đi mở SIM điện thoại. Thì SIM điện thoại thì nó cũng rẻ như Việt Nam chúng ta thôi. 20 đô thì nó tương đương khoảng tầm 300 nghìn một tháng. Mà dùng sang hơn nữa thì chúng ta dùng đến 50 đô là nó sẽ rơi vào khoảng tầm 750 một tháng, 800 một tháng. Đi lại ở bên đấy thì là phương tiện đi lại chủ yếu là chúng ta sẽ đi tàu, chúng ta sẽ đi tàu hoặc đi xe buýt. Thì cái chi phí nó sẽ khoảng tầm 30 đô một tháng, nó tương đương khoảng tầm 450 một tháng. Nhưng chúng ta có nhiều thành phố ở bên đấy thì là chúng ta là học sinh, sinh viên thì chúng ta chỉ cần gì ạ? Chúng ta chỉ cần là cái phương tiện giao thông, chỉ cần chúng ta có thẻ học sinh thì chúng ta đi quanh thành phố là không mất tiền. Đó. Tiếp theo đó là cái chi phí sinh hoạt. Chi phí sinh hoạt ở bên đấy có nghĩa là tiền ăn của chúng ta lại ít hơn tiền ở. Ví dụ như là tiền chúng ta mua đồ ăn chúng ta tự nấu ấy, thì một tuần nó chỉ rơi vào tầm cái độ 50 đô đến 100 đô thì nó tương đương khoảng tầm 750 cho đến 1 triệu rưỡi tùy từng bạn. Thế nhưng mà cái chi phí ăn ở bên đấy thì nó lại rẻ. Và vừa rồi thì tôi có chia sẻ sơ qua cái thông tin về cái chương trình du học Úc của công ty Study Central. Và hy vọng rằng là Study Central sẽ đồng hành cùng sinh viên Việt Nam chúng ta trên con đường du học, đặc biệt là đối với tỉnh Nghệ An chúng ta. Và lời cuối thì trong cái chương trình chia sẻ sơ qua về công ty SC tại Úc cũng như là tại một số cơ sở chi nhánh thì cũng đã kết thúc. Và xin cảm ơn các quý đại biểu, các anh chị khách quý, các bậc phụ huynh và các em học sinh đã có mặt tại hội trường hôm nay. Và tiếp theo đây thì là phía đơn vị SC sẽ mời đại diện của phía nhà trường sẽ lên có một số chia sẻ về phía bên nhà trường trực tiếp về theo chương trình hội thảo của chúng ta hôm nay, được không ạ? Is ranked as Australia's best student city. It's a safe, vibrant and affordable city full of culture, career opportunities and things to do. Located in the Melbourne CBD, close to public transport, Blue Lotus College was founded with a passion for teaching and... Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, vừa rồi thì các quý vị đại biểu khách quý cũng như là các quý phụ huynh và các bạn đã được lắng nghe những chia sẻ của anh Nguyễn Văn Đạt là giám đốc của SC tại Việt Nam, chia sẻ về những công việc mà SC đang triển khai tiến hành cũng như là một số những lưu ý cho các bạn học sinh khi chúng ta du học tại Australia, đúng không ạ? Vâng, chắc hẳn là các bạn học sinh ở đây thì rất nhiều bạn sẽ tò mò là chưa biết là cái môi trường bên Úc như thế nào, các môi trường, giảng đường, thư viện, các thầy cô giáo những cũng như là các bạn cùng lớp của mình nếu chúng ta sang Úc để du học sẽ như thế nào, đúng không ạ? Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ bắt đầu, thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng ánh nhìn về phía sân khấu trung tâm và sẽ cùng theo dõi một video về trường Blue Lotus College, là một trong những trường được nhiều học sinh, sinh viên lựa chọn nhất ở Melbourne, một trong những trường đào tạo nghề tốt nhất ở Úc. Và Blue Lotus College cũng chính là đối tác của Study Central. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đón xem. Inspiring the next generation of professionals. Right now, please focus on the screen. There's some video about BLC, one of the most famous college in the student community in Melbourne, and one of the best college in VET training. Blue Lotus College is also a study center.
Vietnam collaboration. Let's see what BLC has. Blue Lotus College opens its doors to everyone who wants to make their student experience a memorable one. We specialise in vocational education and offer nationally recognised courses in business and management, IT, hospitality, English and accounting. Our expert teachers provide quality training with individual learning support, which will equip our students with the level of confidence and knowledge required in the job industry or further studies. Plus, we facilitate students with the best learning environments, modern technologies, dedicated resources, and more. Make your Australian dream a reality and study at Blue Lotus College for your bright future. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì quý vị đã được đón xem những cái hình ảnh về ngôi trường Blue Lotus College tại Melbourne của Australia. Và ngay sau đây xin phép được trân trọng giới thiệu và mời lên sân khấu Miss April, quản lý phát triển kinh doanh khu vực Đông Á của nhà trường. Xin mời. Miss April, this is to Department Manager of East Asia. Yes, welcome. Yes, good morning, good morning, good morning, everyone. Yes, first of all, I would like to say thank you to everyone. Despite the rainy weather on a Sunday morning, you came. So thank you so much. Rất cảm ơn mọi người đã đến đây trong cái thời tiết rất là mưa nặng hạt như sáng hôm nay, đặc biệt là một sáng chủ nhật khi mà mọi người làm ngày nghỉ của mọi người. And because of that, you have free pants from Blue Lotus College! Yeah! Did you get your pants, right? Can you help me for Blue Lotus College? Can you help me distribute them? There's more at the back. Yes? So thank you again. So my name is April, one of the business development manager for Blue Lotus College. So, can everybody stand up first? Can everybody stand up first? Mời mọi người đứng dậy. Yeah, I want that energy. You might be still sleepy on a Sunday, rainy morning. So can you tap the person to your right? Can you tap the person? Can you tap the shoulder? Shoulder, yeah. Can you tap the right shoulder? And say, congratulations for coming here and achieving the first step of your dream. Just tap the person to the right and say congratulations for doing a good job, first step in realizing their Australian dream. Vâng, mời mọi người bước một bước sang bên phải và nói chúc mừng buổi hội thảo này sẽ thành công tốt đẹp và chúng ta sẽ có một good job. Cơ hội để nhập tốt đẹp trong tương lai ạ. Yeah, you talk to the person to your right and say good job. Okay, just say good job. Come on, everybody. Say good job. They're not doing it. I will not continue. You're not doing it. Good job. Again, last. Everyone shout. Good job. Good job. Alright, so I am seeing lots of younger faces, but actually this is my first time to see parents. So may I ask a raise of hand for parents here in the room? Những phụ huynh tới đây hôm nay do đây lên cho chị nhìn thấy ạ. Phụ huynh khác ạ, tất cả phụ huynh ạ. Xin mời mọi người giơ tay lên ạ. Yeah, parents, can you help me give this to the parents? Can you give this to the parents? Because without your support, guys, for your
helps your children to achieve their dreams. Just a small token from Willow Teens College. So yeah, thank you again. Salute to the parents in the room. So, for the students here, are you excited to go to Australia? No? I'm seeing, what? Are you, for the students here, are you excited to go to Australia? Yes, of course, yes. That's why you are here. You're spending your Sunday morning. Yes, okay. So, with Study Central, their tagline is study, work, experience the world, right? With Blue Lotus College, we empower you for success. So that's why when you study with our school, Blue Lotus College, we are readying you to be job ready in the future. Blue Lotus, Please first say your tagline with Study Central, that study, work, and experience. Yeah. Với trong ngôn của Study Central Việt Nam là học tập, làm việc và trải nghiệm thế giới, thì ở đây Blue Lotus College với cái mục tiêu là hướng tới giúp đỡ các bạn học sinh sẽ có một cơ hội nghề nghiệp tốt đẹp trong tương lai. Yes, so we are readying you to be job ready in the future. And you might be asking, there are a lot of countries in the world. Các bạn đang tìm hiểu rất nhiều những đất nước khác trên thế giới và có một quyết định để mình tới tìm hiểu về nước Úc. Yeah, so there's United States, there's Canada, there's New Zealand, there's Australia. So what country would you like to study and pursue your dreams? Ngoài nước, mình có ngoài nước Mỹ, Canada hoặc là New Zealand, với cả nước Úc nữa thì mình muốn hướng các bạn tới là mình tại sao mình nên chọn nước Úc để đi du học. So with so when it comes to being the best student city, actually let's focus your eyes here on the screen. When you when you consider the best student city in the world, Melbourne is ranked second. Melbourne là thành phố đứng thứ hai thế giới về cơ hội học tập cho du học sinh trên toàn thế giới ạ. And when it comes to the country Australia, the best student city is Melbourne. Và thành phố tốt nhất trên toàn Úc để tới du học cũng là Melbourne. And you will be seeing the reasons, the different reasons. It might look small on the screen, but most importantly, employment opportunities after you graduate. Và lý do đó là bởi cái cơ hội các bạn có được một công việc tốt ngay sau khi tốt nghiệp ở nước Úc cũng tại Melbourne. So if you want to check the legibility of the school, if the school is legit, because there are lots of schools in Australia, but they do not offer the quality education that the government asks. Yeah. There are a lot of schools, colleges trường in Australia. Các đảng ở đại học ở Úc, nhưng mà các trường khác thì hầu như không đạt được cái điều kiện giáo dục của chính quyền Úc yêu cầu. But if you want to check if the school is legitimate and provides quality education, you can check on this website. Và đây là website mà bạn có thể check, có thể kiểm tra cái chất lượng học tập và cơ hội nghề nghiệp ở trong như thế này. Yeah. Đây là website của chính phủ đấy ạ. Can you ask them why do they want to study in Australia? And I have a prize. Can somebody? Yeah.
À, vâng, xin mời những câu hỏi. Thì tại sao mà các bạn lại muốn tới Úc du học mà không phải các nước khác hay là các thành phố khác? Anyone? I got a small token again. I have a small token for those who can answer. Why they want to study? And why do they want to go to Australia? Can you ask them? Anyone? Any student? Vâng, mình muốn các bạn trả lời câu hỏi tại sao các bạn lại muốn tới Úc du học chứ không phải là một nước hoặc thành phố khác. Anh bạn nào có câu trả lời không ạ? Can you ask them why are they here in the first place? Yeah. Why are they here on a Sunday morning spending time listening? Các bạn đang tốn thời gian vào buổi sáng chưa được đáng lẽ được nghỉ để tới đây mình nghe hội thảo về du học Úc. Thì vâng, lý do tại sao các bạn lại quyết định là mình sẽ đi du học Úc trong tương lai? Ok, chúng ta sẽ trao đổi về mở nhé. Mời một bạn nào có thể là ở gần sân khấu nhất. Một bạn là bạn đi, em. Cảm ơn em đứng dậy. Về em đứng dậy này. Bây giờ em có thể giới thiệu cho anh là em tên là gì và em hôm nay địa chỉ nhà mình ở đâu và đến tham dự hội thảo ngày hôm nay thì em tại sao em lại mong muốn mình đi du học thì tại sao mình lại lựa chọn Úc mà không phải là một đất nước nào khác? Chào mọi người, em tên là Nguyễn Đình Đạt. Em đang học ở trung tâm giáo dục thường xuyên thành phố Vinh Tỉnh Nghệ An. Em hỏi em trả lời câu hỏi của anh là vì nửa Úc là nửa hiện đại, là nửa văn minh. Và em cũng có một thời gian nâng đi Úc. Họ có cách biệt bán nhưng mà nó kể lại là thứ nhất là đường rất là cao, mới là rất văn minh sạch đẹp. Còn em muốn tương lai của em thì chắc là học nghề là đi Úc là muốn làm việc, làm mấy làm việc. Thì cái này để em tìm hiểu ạ. Dạ, đồ hiệu. Ok, cảm ơn các bạn ạ. He's wondering that and he wants to go to Australia because it's modern socialization and the people, the salary is very high with a clean environment. That's short. That's a short and yes, another he also have friends. He also have friends. Yeah, that's a good thing. Australia. Okay, so shall I now welcome you to go to Melbourne and study at Blue Lotus College? This is your passport to knowledge. Congratulations! Yeah! Okay, so are you now ready to see your campus? It's the parents' turn. The next question will be for the parents, okay? So let me now welcome you, all of you, to our campus. Đây sẽ là cái khuôn viên trường đầu tiên ở Melbourne. Trường sẽ có hai